Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Chính quyền điện tử số đầu tiên của năm 2020. Thưa quý vị và các bạn, trong năm 2019 vừa qua, với sự quan tâm của Tỉnh ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân tỉnh và sự đoàn kết của tập thể cán bộ, công nhân, viên chức hoạt động trong lĩnh vực thông tin truyền thông, toàn bộ các nhiệm vụ, mục tiêu, nhiệm vụ công tác của ngành đều đạt và vượt so với kế hoạch đề ra, qua đó góp phần quan trọng vào nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội của địa phương. Trong chuyên mục này, chúng tôi sẽ cùng nhìn lại những kết quả tích cực trong công tác thông tin, truyền thông trong một năm qua. Mời quý vị và các bạn cùng quan tâm theo dõi. Năm 2019, mặc dù còn gặp phải rất nhiều khó khăn, thách thức, nhưng với sự đoàn kết, thống nhất, sáng tạo trong thực hiện nhiệm vụ của hệ thống chính trị, sự nỗ lực của cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân các dân tộc Lào Cai, kết thúc năm, toàn bộ các chỉ tiêu, mục tiêu lớn đề ra đều đã được hoàn thành và hoàn thành vượt mức kế hoạch. Trong thành quả tự hào ấy, ngành thông tin và truyền thông và cá nhân mỗi cán bộ, công chức, viên chức toàn ngành đã có những đóng góp tích cực, hiệu quả trong thực hiện nhiệm vụ được giao, góp phần tạo nên thành công chung của tỉnh. Để phù hợp với xu thế phát triển mới, tỉnh Lào Cai đã dành sự quan tâm thỏa đáng nhằm để tạo những thay đổi mang tính đột phá trong lĩnh vực ứng dụng công nghệ thông tin, từ đó xây dựng nền tảng để phát triển chính quyền điện tử, hướng tới xây dựng nền kinh tế số, chính quyền số. Năm 2019 ghi nhận sự vào cuộc tích cực của các cấp, các ngành, các địa phương và cộng đồng doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực thông tin và truyền thông đối với việc xây dựng phát triển công nghệ thông tin, xây dựng chính quyền điện tử và đô thị thông minh trên địa bàn. Minh chứng rõ nét nhất chính là việc triển khai thành công nền tảng tích hợp chia sẻ phiên bản 1.0, kết nối hệ thống dịch vụ công trực tuyến của tỉnh với cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký doanh nghiệp để hỗ trợ giảm thành phần hồ sơ cho 10 thủ tục hành chính. Kết thúc năm 2019, thì tất cả các chỉ tiêu kinh tế xã hội của ngành năm 2019 đều đạt và vượt cái kế hoạch đề ra. Và có nhiều các nội dung năm 2019 chúng tôi đã chuẩn bị cho sẵn sàng của năm 2020, thì một cái năm rất quan trọng, năm có nhiều các sự kiện lớn của đất nước cũng như là của tỉnh cũng như là tiến tới đại hội đảng các cấp, và chúng tôi sẽ sẵn sàng ngay từ những ngày đầu của năm 2020. Tỉnh Lào Cai cũng đã thực hiện việc kết nối liên thông văn bản điện tử trong nội tỉnh và kết nối trục liên thông văn bản điện tử quốc gia phục vụ gửi nhận văn bản điện tử và ký số văn bản ở các cấp hành chính. Hàng tháng có trên 95.000 văn bản điện tử gửi nhận liên thông, đã triển khai ứng dụng chữ ký số đến 100% sở, ban ngành, ủy ban nhân dân cấp huyện, cấp xã trên địa bàn tỉnh. Tổng số chữ ký số được cấp và đưa vào sử dụng là 660 tổ chức, 1.690 chữ ký số cá nhân và gần 460 chữ ký số SIM CA. Việc triển khai thực hiện gửi nhận văn bản điện tử sử dụng chữ ký số đã tác động mạnh mẽ, tích cực tới công tác cải cách hành chính, thay đổi phương thức làm việc truyền thống sang môi trường làm việc điện tử hiện đại, công khai, minh bạch, giảm giấy tờ, tiết kiệm chi phí, thời gian. Đặc biệt là với từng cán bộ, công chức, viên chức trực tiếp thực hiện nhiệm vụ tiếp nhận, chuyển phát văn bản, thì hệ thống VNPT Office giờ đây được xem là công cụ không thể thiếu trong hoạt động chuyên môn. Bởi từ khi áp dụng phần mềm này vào hoạt động, việc gửi nhận văn bản giữa các cấp đã được thực hiện nhanh chóng, thuận tiện hơn, giảm nhiều chi phí so với cách làm thông thường trước đây. Ngoài ra, việc tra cứu thông tin, văn bản nhanh chóng, chính xác cũng giúp cho việc tham mưu của cán bộ, công chức, viên chức được thực hiện một cách chính xác, không chồng chéo, góp phần quan trọng vào việc đẩy mạnh cải cách hành chính, hướng tới xây dựng chính quyền vì nhân dân phục vụ. Thời gian qua thì thị trấn đang triển khai áp dụng hai cái phần mềm mà được triển khai chỉ đạo của huyện, đấy là phần mềm iGate để triển khai các thủ tục hành chính và phần mềm xử lý hệ thống văn bản chỉ đạo điều hành iOffice. Hiện nay thì cái phần mềm này đã được triển khai thực hiện và có những cái tác động rất là tích cực đến cái chất lượng công việc, từ cái tiến độ giải quyết công việc cũng như là đến cái việc là đảm bảo cái việc kiểm soát cái hệ thống công việc của từng cán bộ bộ phận và xây dựng cái hồ sơ công việc để lưu trữ, đảm bảo cho cái việc lưu trữ cũng như là khai thác sử dụng trong quá trình tổ chức thực hiện công vụ. Việc tiếp nhận thông tin văn bản từ cấp trên xuống là chúng tôi sử dụng chủ yếu là qua cái phần mềm office.vn, thì toàn bộ các hệ thống
thư điện tử hoặc các văn bản được gửi từ cấp trên xuống thì đều rất là kịp thời, nhanh hơn hẳn so với lại việc chúng ta sử dụng gửi nhận văn bản giấy thông thường. Và cái điều này khiến cho cái việc tiếp cận thông tin để mà giải quyết công việc là trở nên hết sức thuận lợi. Việc triển khai sử dụng dịch vụ công nghệ trực tuyến mức 3, mức 4 cũng đã đạt được nhiều kết quả khả quan. Tại thời điểm này, thông qua Cổng Dịch vụ Công tỉnh Lào Cai đã cung cấp 850 dịch vụ trên tổng số 2.067 thủ tục hành chính. Trong đó, số dịch vụ công trực tuyến ở mức độ 4 là 544 thủ tục. Số hồ sơ tiếp nhận trả kết quả qua dịch vụ bưu chính công ích trung bình hàng tháng đạt gần 7.600 hồ sơ. Chuyển thành công bộ phận một cửa các huyện Bảo Thắng, Bắc Hà, Mường Khương sang bưu điện huyện tạo điều kiện thuận lợi hơn cho người dân, doanh nghiệp khi có giao dịch hành chính công với các cơ quan công quyền. Tích hợp hiệu quả ứng dụng Zalo vào chính quyền điện tử, kết quả tra cứu được trả về máy điện thoại rất nhanh, ngay khi người dân thực hiện yêu cầu trên ứng dụng Zalo. Người dân, doanh nghiệp có thể đặt câu hỏi, phản ánh, kiến nghị với cán bộ bộ phận hành chính công của tỉnh Lào Cai bằng hình thức chat ngay trên trang Zalo Cổng Hành chính Công Lào Cai. Ngoài ra, để nâng cao chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp trên địa bàn, các sở ngành đang xây dựng mẫu câu hỏi và trả lời, tiến tới hình thành bộ dữ liệu chuẩn để ứng dụng công nghệ trí tuệ nhân tạo trong trả lời câu hỏi của người dân tự động theo hình thức chatbot. Trước đây gần như là không tra cứu, phải đến tại một cửa của thành phố thì mới biết được. Chứ nếu như hiện tại bây giờ có cái mã quét này thì có thể là ngồi tại nhà chúng ta cũng có thể tra cứu được hồ sơ của cá nhân. Trong xu thế phát triển mới, tỉnh Lào Cai đã tập trung đầu tư phát triển hạ tầng công nghệ thông tin đáp ứng tốt với nhu cầu phát triển. Hiện 100% các cơ quan nhà nước có mạng LAN và kết nối Internet, 100% cán bộ, công chức cấp tỉnh, cấp huyện, 94% cấp xã được trang bị máy tính phục vụ công việc. Năm qua, cũng ghi nhận thành công trong triển khai Trung tâm Điều hành Đô thị Thông minh theo đúng kế hoạch số 340 của Ủy ban nhân dân tỉnh về triển khai bước 1 Đô thị Thông minh. Việc triển khai các hệ thống du lịch, y tế, giáo dục, giao thông thông minh, môi trường, cảnh báo thiên tai và an ninh năng lượng trên địa bàn tỉnh đã từng bước hoàn thiện và đưa vào sử dụng, đảm bảo đồng bộ, hiệu quả. Hiện nay, tỉnh Lào Cai đang tiến hành xây dựng đề án thành lập Trung tâm Phục vụ Hành chính công, tiến tới tích hợp Trung tâm Điều hành Đô thị Thông minh vào Trung tâm Phục vụ Hành chính công của tỉnh. Công tác quản lý nhà nước trong lĩnh vực công nghệ thông tin, viễn thông được thực hiện đạt hiệu quả cao. Tổng doanh thu hoạt động bưu chính ước đến hết năm 2019 đạt 195.894.000.000 đồng, đạt 101,3% kế hoạch giao, tăng 24,2% so với mục tiêu năm 2018. Tổng doanh thu hoạt động viễn thông dự ước đạt trên 700 tỷ đồng, đạt 100% so với kế hoạch giao. Hiện đang có 5 doanh nghiệp cung cấp dịch vụ viễn thông Internet, hạ tầng mạng truyền dẫn cáp quang đã kết nối và cung cấp dịch vụ đến 9 trên 9 trung tâm huyện và 164 trên 164 xã, phường, thị trấn. Đảm bảo thông tin liên lạc, an toàn mạng lưới và an ninh thông tin phục vụ hoạt động của các cơ quan đảng, nhà nước và đáp ứng nhu cầu thông tin liên lạc trên địa bàn. Lĩnh vực an toàn an ninh mạng được đặc biệt quan tâm. Trong năm đã giám sát xử lý trên 5 triệu phiên có dấu hiệu truy nhập tấn công vào các hệ thống thông tin của tỉnh, đặc biệt là trung tâm mạng thông tin. Lĩnh vực quản lý nhà nước về báo chí và xuất bản đã được ngành thực hiện nghiêm túc, đảm bảo đúng quy định. Trong năm 2019, đã có gần 1.900 tin bài của 32 cơ quan báo chí, truyền thông trung ương viết về Lào Cai, trong đó có gần 200 bài phản ánh những tồn tại, hạn chế. Sở Thông tin Truyền thông cũng đã phối hợp với Hội Nhà báo tổ chức cuộc gặp mặt giữa lãnh đạo tỉnh với đại diện các cơ quan báo chí và sơ kết phong trào thi đua trong lĩnh vực báo chí của địa phương. Tổ chức các lớp tập huấn theo từng chuyên ngành, qua đó nâng cao chất lượng hoạt động của các cơ quan báo chí trên địa bàn toàn tỉnh. Để đáp ứng ngày càng tốt nhu cầu phát triển công nghệ thông tin, xây dựng chính quyền điện tử và đô thị thông minh trên địa bàn, trong giai đoạn tới, đặc biệt là năm 2020, toàn ngành thông tin và truyền thông sẽ quyết tâm phát huy tinh thần đoàn kết, sáng tạo trong thực hiện nhiệm vụ, góp phần tạo nền tảng vững chắc cho nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội của địa phương. Phấn đấu xây dựng Lào Cai trở thành tỉnh phát triển ở khu vực Trung Du, miền núi phía Bắc. Công nghệ thông tin thì nó là hạ tầng cho phát triển kinh tế xã hội. Và thông tin tuyên truyền thì nó đảm bảo cho sự phát triển. Chúng tôi xác định rõ hai cái nhiệm vụ trọng tâm của ngành. Thế và chúng tôi cũng đã tập trung xây dựng cái kế hoạch 2020
ngay từ những tháng 6, tháng 7 của năm 2019. Và hiện nay các chỉ tiêu phát triển xã hội của năm 2020, ngành truyền thông Lào Cai đã được Hội đồng nhân dân tỉnh giao và Ủy ban tỉnh cũng đã giao nhiệm, có các chỉ thị giao nhiệm vụ. Thế và chúng tôi cũng đã giao cụ thể cho tất cả các cái chỉ tiêu cho các cái phòng ban đơn vị cũng như là các đơn vị để chủ tư thực hiện. Thế và trong 6 lĩnh vực trọng tâm của ngành, thì trong đó chúng tôi trọng tâm vào lĩnh vực xây dựng chính quyền điện tử. Trong xây dựng chính quyền điện tử thì phải tăng cường công tác quản lý nhà nước trong cái quá trình phát triển chính quyền điện tử của tỉnh Lào Cai. Nên bằng các việc là rà soát và trình ban hành thể chế cụ thể hóa các cái văn bản quản lý nhà nước để cái việc là đầu tư cũng như là quản lý nó đồng bộ và thống nhất, tránh sự chồng chéo và hiệu quả. Toàn ngành công nghệ thông tin truyền thông của tỉnh Lào Cai tiếp tục đoàn kết thống nhất và tập trung các cái nguồn nhân lực cũng như là nhân lực để phát triển ngành công nghệ thông tin và truyền thông của tỉnh Lào Cai phát triển hơn nữa trong năm 2020 cũng như là các năm tiếp theo. Đến đây, thời lượng của chuyên mục chính quyền điện tử của Đài Phát thanh Truyền hình Lào Cai xin được khép lại. Thay mặt những người thực hiện chương trình, xin kính chúc quý vị và các bạn một năm mới hạnh phúc và thành công. Xin kính chào và hẹn gặp lại trong các chuyên mục sau.